với sự kết hợp đặc biệt của các điều kiện địa lý và địa hình tự nhiên, Việt Nam được xem là một trong số 10 quốc gia trên thế giới dễ bị thiên tai nhất. Bão, lụt, áp thấp nhiệt đới, nước biển dâng, ngập úng, lốc xoáy, lũ quét, xói mòn bờ sông và bờ biển, mưa đá, hạn hán, sạt lở đất, cháy rừng. Thiên tai xảy ra với mọi hình thức và gần như quanh năm ở nước ta. Theo Tổng cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình, trong năm 2010, số người ở độ tuổi trên 60 là 8,1 triệu, chiếm khoảng 9,4% dân số Việt Nam. Tỷ lệ này đang tăng lên khá nhanh, khiến cho Việt Nam trở thành một trong số những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất trên thế giới. Khi thiên tai xảy ra, người già luôn là một trong những đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Các thống kê cho thấy, 73% người già Việt Nam sống ở khu vực nông thôn và miền núi, những nơi chịu nhiều thiên tai. Trong nhiều cộng đồng nông thôn ở đồng bằng sông Hồng và duyên hải miền Trung, cha mẹ già thường ở nhà một mình, trong khi con cái đi làm ăn xa ở các khu công nghiệp. Trong trường hợp khẩn cấp, họ phải tự mình xoay sở. Trong thiên tai, người già thường là đối tượng bị tổn thương nhất. Các nghiên cứu cho thấy, những người già chiếm đến 65% trong số thiệt hại về người trong đợt động đất và sóng thần gần đây tại Nhật Bản và chiếm hơn 70% số người chết trong cơn bão Katrina. Hiện tại chưa có những nghiên cứu tương tự ở Việt Nam, nhưng vẫn có thể thấy rằng người già ở bất cứ nơi đâu cũng có thể chịu phần rủi ro cao trước và sau mỗi thảm họa. Khi chúng ta già, chúng ta thường trở nên yếu hơn và chậm hơn. Nhiều bệnh mãn tính xuất hiện như bệnh tim, cao huyết áp, viêm khớp, tiểu đường và chứng suy giảm trí nhớ. Nhiều người trở thành tàn tật và phụ thuộc vào sự trợ giúp. Nhiều người cũng trở nên nghèo hơn và cô lập hơn. Tất cả những yếu tố này làm giảm cơ hội sống sót của người già trong thảm họa. Đúng ra là người cao tuổi nghèo, người cao tuổi tàn tật là cần phải sự hỗ trợ. Trong lúc đó, cái lực lượng khỏe mạnh thì đi làm xa vào thành phố làm rồi. Còn cái lực lượng mà ở nhà được với ông bà, cha mẹ thì đi làm ngoài đồng, chạy về nhà cũng không kịp. Thế rõ ràng là người cao tuổi nghèo và đặc biệt là người cao tuổi tàn tật và trẻ em phải đối phó một cách rất khốc liệt đối với thiên tai, đối với bão lũ. Người già thường hứng chịu rủi ro nhiều hơn trong và sau thảm họa. Các dấu hiệu của sự lão hóa bình thường không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động hàng ngày, nhưng lại có thể trở thành những khiếm khuyết trầm trọng khi thiên tai xảy ra. Thị lực, thính giác và sự suy giảm các giác quan khác cùng với những suy giảm về nhận thức đã khiến cho một số người lớn tuổi khó khăn hơn trong việc hiểu những cảnh báo và chỉ dẫn trong các tình trạng khẩn cấp. Ngay bản thân khi nhận biết được các thông tin, các cái thông báo, cảnh báo về vấn đề thiên tai thì đã khó khăn hơn người bình thường. Thứ hai, để đối phó, chẳng hạn như trong gia đình hay thậm chí phải sơ tán hoặc làm các cái công việc có tính chất trong phạm vi nơi sinh sống thì do mắt mở chân chậm, do sức khỏe yếu, do chậm chạp, họ gặp rất nhiều khó khăn. Thứ hai nữa ấy, là khi gặp trường hợp thiên tai kéo dài thì sức chịu đựng của người già nói chung là... Một số có thể sống xa con cái. Khi thiên tai ập đến, một số người cao tuổi chọn ở lại để trông coi nhà cửa. Những người khác có thể không may bị bỏ lại vì không ai nhớ tới họ. Cô lập, ít được chú ý và quan tâm là các mối nguy hiểm thường thấy nhất đối với người già trong thiên tai. Nhưng liệu mọi người có biết về điều này hay không? Có lụt ở đây thì đi các em đi làm vắng thì mình ở nhà thì trông các cháu. Thế nước ra nước nội thì đến bụng ở sân này, cứ đi thì lại phải mượn cái thuyền. Không kéo con đợt đi thì cũng thóc đầy đầu hoài này này, gặp về thóc đầy đầu hoài thì thế tầng nào mưa thì mỗi ngày mới cạn, cứ mỗi ngày vào đây thì bảo các em nó kê lên cản này cho. Dần dần tầng là cạn dần lúc cứ đầy lên các cháu nó phải múc đất bằng thuyền để đắp, để đào ở kia về vào đây đắp vào. Người cao tuổi có thể bị bỏ qua trong các hoạt động đánh giá và cứu trợ. Nhu cầu chăm sóc sức khỏe của họ không được đáp ứng, làm cho bệnh mãn tính của họ và các tình trạng khuyết tật của người già càng trở nên nặng thêm. Nhân trạch thì có gần 10.000 dân, nhưng mà cái số
người cao tuổi ấy, là rất là nhiều, đến gần 800 người cao tuổi. Đa số thì các cái người cao tuổi thì có con cái cũng nhiều nhưng mà đi làm ăn xa ở các nơi. Cho nên là một lần mà mưa bão đến, giông bão thì là các cái cụ với các mẹ là rất là vất vả. Khi sống sót từ một thảm họa, một người cao tuổi có thể bị mất một số thành viên trong gia đình, những người mà họ phụ thuộc vào. Người dân Việt Nam đều biết câu tục ngữ, trẻ cậy cha, già cậy con. Nhưng thật không may, chúng ta đã thấy nhiều người già mất con trong thảm họa. Hơn nữa, gánh nặng tiếp theo là họ phải chăm lo cho những đứa cháu mồ côi. Người cao tuổi thường chịu nhiều rủi ro trong và sau thiên tai. Tuy nhiên, sẽ là sai lầm khi cho rằng họ chỉ là nạn nhân của thiên tai mà thôi. Người cao tuổi cũng có thể là một nguồn lực trong việc đối phó với thiên tai. Họ thường tích lũy được nhiều kinh nghiệm sống. Họ cũng có ảnh hưởng trong việc ra các quyết định và nắm quyền kiểm soát gia sản. Hiểu biết của họ về các dạng thiên tai, các kinh nghiệm sống sót, các kỹ thuật thích hợp và các loại thuốc đông y có thể đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng các chiến lược đối phó của cộng đồng trong và sau thảm họa. Tôi từ khi đến giờ là 78 tuổi, nhưng mà có nhiều cái lúc đã xảy ra thì bản thân chúng tôi cũng là nói với bà con dân dân cái gì là không nên chủ quan, là có cấp trên là ban đã báo tin thì tất cả mọi người đều là phải chấp hành rồi hỗ trợ nhau từng lúc từng khi, để khi mà bão lụt xảy ra để khỏi xảy ra là cái tai nạn. Thì khi trọng xong rồi thì người nào mà mắc lại thì tai nạn trong lụt bão thì cái nữa tất cả dân dân rồi xung quanh hai bên làng xóm có trách nhiệm hỗ trợ từ cái lương thực để áo quần. Việt Nam đã có những nỗ lực lớn để cải thiện hoàn cảnh của người cao tuổi nói chung với việc ban hành Luật Người Cao Tuổi trong năm 2010 và Nghị định 06/2011 NDCP hướng dẫn thi hành Luật Người Cao Tuổi. Cùng với các khung pháp lý còn có công tác hỗ trợ về tài chính dành cho người cao tuổi và gia đình họ trong những trường hợp khác nhau. Tuy nhiên, vấn đề người cao tuổi trong quản lý thảm họa vẫn chưa được đề cập một cách đầy đủ. The inclusion of older people into disaster management is something that need to be done to ensure that their needs are met and that their capacities are utilized. The Red Cross tries to do this in the community-based disaster risk management projects that we are implementing in Vietnam. In this kind of projects, we involve all vulnerable groups into the work in the community, from analysis until planning and finally with implementation. Khi mà gọi là khảo sát về tình trạng dễ bị tổn thương thì chúng tôi rất là quan trọng đến người già ở hai khía cạnh. Thứ nhất là họ là những người rất có kinh nghiệm trong phòng ứng phó thảm họa, rồi rất có kinh nghiệm trong cuộc sống, và những kinh nghiệm của họ là hoàn toàn mình có thể vận dụng được để mà giúp cho cộng đồng và giúp cho bản thân họ thoát khỏi những tình huống khó khăn. Thế cái khía cạnh thứ hai mà chúng tôi quan tâm đến đối tượng là người già, bởi vì họ là những người dễ bị tổn thương. Họ là những người mà trong thiên tai thảm họa có thể là ít được quan tâm. Chính vì thế mà chúng tôi cũng coi trọng đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương đối với người già. Và những tiếng nói của người già có ý nghĩa rất là quan trọng trong việc xây dựng kế hoạch, xây dựng cái chương trình hành động của cộng đồng khi mà ứng phó với trường hợp thiên tai thảm họa xảy ra. Qua thực tế triển khai tại một số dự án tại các địa phương cho thấy, việc đưa các nhóm tổn thương bao gồm người già vào quản lý thiên tai đã và đang dẫn đến những thay đổi tích cực trong thái độ, kiến thức và thực hành của các cấp lãnh đạo chính quyền cũng như của mỗi người dân trước, trong và sau khi thảm họa xảy ra. Khi mà được tham gia về cái dự án là hỗ trợ cộng đồng này thì phải nói là coi là nhận thức của dân nói chung là coi là nhận thức rất cao. Đặc biệt là những cái hộ mà cao tuổi thì họ cũng có cái ý thức và trong cộng đồng là giúp nhau rất là lớn. Sau khi tập huấn chương trình rồi thì địa phương có một sự quan tâm rất lớn.
và là coi là khi mà lũ lụt đến á thì các cái tổ chức đoàn thể trong 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 địa phương là sẽ là hỗ trợ tạo điều kiện, như là hội thanh niên phụ nữ rồi là hội cựu chiến binh là coi là hỗ trợ các cái đối tượng này. Tôi tham gia dự án này mà sau khi có bão xảy ra tiếp tuyên truyền cho gia đình nhân dân khi có bão cũng phải là di dời, là chủng cụ phương tiện rồi lương thực, hoàn cảnh những người là coi tàn tật già yếu mà ở xung quanh nhà tôi thì tôi vẫn có trách nhiệm là giúp đỡ họ, như là nếu tàn tật thì mình cũng phải là đưa họ đi, rồi giúp cho các cụ già neo đơn cũng đã đưa đi, và nếu như mà không có lương thực, thiếu lương thực thì tôi cũng là hỗ trợ lương thực để là giúp đỡ cho các hộ đó ăn trong những ngày sau lũ. Chúng ta thấy rằng trong cuộc sống hàng ngày, người cao tuổi có những nhu cầu rất cụ thể của họ. Những nhu cầu đó nếu không được hiểu và giải quyết sẽ làm cho họ càng dễ bị tổn thương hơn. Tuy nhiên, tính dễ tổn thương của người cao tuổi có thể được giảm thiểu nếu những nhu cầu này được đáp ứng. Mặt khác, người cao tuổi cũng là một nguồn lực hữu ích trong xã hội. Việc đưa họ vào quá trình phòng ngừa và quản lý thảm họa sẽ tạo thuận lợi cho không chỉ bản thân họ mà còn cho cả cộng đồng nơi họ đang sinh sống.